Đúng, đúng. Trần Mạnh Hùng. Vâng. Này, thấy hôm nay em ra với thật đầy đủ rồi. Chưa đủ. Đúng. Chưa đủ, chưa đủ. Ủa mà thấy Cái mới của thầy đâu? Quên rồi à? lúc gọi em thì không nhắc em. Thầy nhắn tin rồi thầy. Em có biết đâu. Lúc em nhắn à, em nhắn gửi cho thầy xong em chạy em đi. Đấy, thầy Em không nhắn làm xong rồi. lại là tăng gấp đôi. Ok. Ok. Rồi vẫn còn thiếu một bài. Thiếu một bài mà hôm qua tích xanh với ích đỏ. À, em không biết làm bài đấy ạ. Thầy bảo xem ví dụ rồi làm có cái gì khó đâu. Nhưng mà ở đấy có mỗi cái đấy thôi, làm sao mà có ví dụ. Ở đây có cái ví dụ ấy thầy. Ví dụ gì ạ? Ở đây có một cái ví dụ to lù lù nó hiện ở bên trên đấy. Ủa thầy mở thầy cửa phát lên này. Đây, một ví dụ đây. Thấy cái ví dụ đấy chưa? Đúng chưa? Example. Thế đây là dấu tích hay là dấu x đây? Chỗ con chuột đang chỉ đây. Hay sửa lại là thành dấu Thầy không ờ. sửa ở đây nhá. Nhìn này, đây là nguyên là một cái ảnh này. Thầy không có sửa được. Hiểu chưa? Đây là nguyên một cái ảnh chứ thầy không có sửa nha. Ừ, thế là dấu tích ạ. Cãi cố với thầy vừa va vừa vậy. Sao nó không nhìn lại dấu x nhỉ? Hoa mắt quáng gà. Communication. Ok. Thứ nhất, từ mới tăng gấp đôi. Rõ Bài này chưa? cần làm lại là được. Từ mới chưa chép tăng gấp đôi, ok. Ông từ mới em chép được hai câu. Thầy không cần biết, thầy dặn là hôm qua phải nộp từ mới nhưng mà hôm nay mới nộp. Đúng chưa? Đó. Câu thứ hai thầy đã Đúng dặn rồi. Đúng chưa? Thầy dặn hôm thứ hai rồi. Đúng không? Thầy dặn Wow. là trước 8 giờ tối thứ ba phải gửi cho thầy. Đúng không? Thầy đã dặn rồi. Thầy bảo chép từ mới rất là nhanh thôi, có ba cái từ mới với lại một cái từ phạt là 4 từ. Còn bài thầy gửi kia thì có thể hôm nay hoặc ngày mai gì đấy gửi thầy không sao cả. Đúng không? Đúng chưa? Chuẩn chưa? Thế đúng, thế là nhầm hay là như thế nào? Hay là Nhầm quên? nhầm rồi. Rồi. Sáng ngày Đó. mai. Trước 9 giờ sáng ngày mai. Nha. Được chưa? Rõ. Rõ chưa? Ơ hai, thầy làm gì cho mà phải buồn? Không Đã bài tập mẹ cho thôi mà. em đang nghe Ai mẹ lại em dỗi đang nói thầy? em đang nghe mẹ em chửi Mẹ quát cái gì? Quát em thỏ à? không còn không mẹ ông tốt còn bọn kia nó cũng bị mà. Vẫn là câu chuyện ong đốt. Nọ à, hôm chiều nay em bọn em nó đi chọc ong vàng ong vò vẽ Rồi, có ngày nó đốt cho mù mắt ra con ạ.
em bị tốt ong lắm. nó đốt cho hai em ong nó đốt cho hai phát vào người với ở chân. Cho chừa, cho chừa với tội nghịch ngu nhá. Có thằng nó bị đốt 5 phát rồi em cũng chưa đau, có đứa nó còn đốt gần đây này, đau lắm. Nghịch ngu thì cho chừa, thầy có mong nó đốt vào nhiều nhiều nữa cho chừa, nhưng mà vẫn lấy được vàng. tưởng có mật ong ở trong đấy nên chọc được ong. Ong vàng lấy đâu ra mật thế? Em nghĩ ong có mật. Okay, today we will continue unit 12. Bài 12 này thầy nghĩ chắc là học đến hết chương trình, tức là hết số buổi học thì chắc là con mới học xong. À. Cực kỳ chậm. Đâu ạ? Okay, now talk to read the news report on the International Robot Show. Then answer the questions. Bài này làm nào đây? Đọc. Đọc rồi làm gì? Đọc. Đọc và làm gì? Đọc. Đọc và làm cái gì về cái này? Nhìn là biết rồi. Đọc viết. Viết đâu? Trả lời câu hỏi. Rồi. Có mấy câu? 4 câu. Bao nhiêu phút? 2 phút. Sai thì sao? À không, 5 phút rồi. Sai thì sao? Sai. Em chẳng biết phạt nào nữa. Có chọn, sai thì làm sao? Nên ngồi xuống cũng được. Bao nhiêu lần một lỗi? Một lỗi cứ cho là nhanh. Đấy, câu 1 kia em mà sai thì em sẽ lên ngồi xuống 2 lần. Câu 2 kia sẽ lên 4 lần. Câu 3 em sẽ 6 lần. Câu 4 là 8 lần. No. Thêm 5 lần câu. Nhiều thế mà thầy cũng mới được. Tập thể dục cho khỏe nhá. Mẹ bảo là mẹ không cho ăn, đã không cho ăn rồi nhưng mà vẫn cố giấu mẹ ăn cho nó béo ú lên. Tưởng thầy không biết nhá. Ăn phải chỗ chua. Ăn cho nhiều vào, bây giờ phải tập thể dục. Làm nhanh nhá, đọc rồi làm nhanh nhá. Ừ. Đó chưa? Ừ. Hả? Dạ. Yeah. Hôm nào thầy cho em thỏ lên học cùng. Thỏ. Yêu chết đi được, đáng yêu hơn thằng Hà nhiều. Ừ. Em thỏ đáng yêu hơn thằng Hà nhiều, đáng yêu cực kỳ luôn. Hả? Không. Mỗi thằng Hà ấy chỉ có em thỏ mới đáng yêu thôi. Thằng Hà không đáng yêu một tí nào. Dạ. Yeah. Yeah. Thầy vừa mới nhắc thấy là nó đã lên. Đâu? Nó lấy cái gì thôi. Hả? Nó chỉ lấy cái gì thôi. Lấy cái đàn. Hôm qua thầy nói chuyện đến mẹ, mẹ bảo sắp cho em thỏ học, không cho Hà học nữa. Không. Hả? Đâu. Mẹ bảo thế, thầy biết thế. Mày đi ra đi. Ở đây không có chỗ đâu.
Bọn em thỏ vào đây thì quý em thỏ hơn quý thằng Hà rồi. không nó đi bộ một thời gian nịnh mẹ giỏi lắm. Nó xong chưa Hà ơi? À, chưa. Nha, thầy không chờ lâu đâu nha. Mới được 3 câu. Vẫn cứ nhớ là chúng ta đã giao kèo như thế nào đó. Ok. Are you Quán cược mình không như thế đâu. Nhanh nhá. Ừ. Em được câu 4 rồi. Thầy phải xem anime thầy mới biết được. Em xem thì em mới thế nào nữa. Cô 4 khắc nhỉ? Cô 4 khắc nhỉ? Nhanh nha. Nhanh nha, nhanh nha.
con đang cầu hơi nhiều giờ của thầy rồi đấy. Em đang thấy em cô vốn hơi thất nghiệp thế này. I'm finished. Chắc chưa? Yes. Number one, what show is on Hanoi now? What show is on Hanoi now? Many people are at the show. What show? Sai rồi. What show is on Hanoi now? Show. What? We can see many tipos. Có cái buổi trình diễn gì ở Hà Nội ngay bây giờ? Cái buổi trình diễn về con robot kìa. Ừ, là gì? They can see many people. Young people are in. Dài hết. Cuối cùng. Cái này là cái cuối cùng để em đọc. Yes. Robots can cook, make tea. Tên của cái show đấy là gì? People of robot. This is international robot show. International robot show. Một buổi trình diễn về robot quốc tế được chưa? Buổi trình diễn quốc tế về robot. Number two, who is interested in home robots? Who is interested in home robots? Young people. Who? Young. Nói to lên nào. Young people. Okay, this is young people. Thế là đã nợ máu trả máu rồi. What does it mean, young people? People. Là người cùng trăng là gì? E-O-U. Young people. Young này là tiếng Trung Quốc. Những người trẻ. Những người trẻ. Mấy không nhớ à. Nhìn thấy chưa? Young people. Thầy em nợ máu trả. Interested in home robots, they are. Thầy em nợ máu, trả máu kinh không? Number three. Thầy làm gì mà máu với mẹ ở đây? Vừa va vừa vẩn. Đứng lên ngồi xuống 50 cái bây giờ. Number three. Who likes to see teaching robots? Who likes to see
Thì Jane Roberts. Who? Who like? Teaching robots. Teaching robots. Thầy cho em trăn trối cuối cùng. Nhìn một cái là ra ngay. Teaching. Teaching. Chăn chối hơi lâu. Yes, robots can help them study. Who likes to see teaching robots? Who? It like number two. Theo em nhớ là who là để tặng, để các con người. Thì it like question number two. Teaching robot can teach them English. Thì là the children like to see teaching robot. Okay, this is the children. The children like to see them. Sao à? Nhắc bao nhiêu lâu? Nhưng mà em vẫn không bị bị mất nhìn xuống. Number 4. What are the kinds of robots are there? What are the kinds of robots are there? What other kinds of robots are there? Câu này nó hút não này. Teaching robots can teach them English. What kind? Other. Kinds of robots are there? Teaching robot can teach them English. Không, cái này em chỉ đọc thôi, em chưa trả lời. Em lại cũng chưa về. Này mới là câu hách não. Có những loại robot nào khác có mặt ở đây? Nói luôn rồi đấy, mệt lắm cơ. And cook, make tea or coffee, clean the house. And do the lonely. Hoặc là work care, worker. Robot can do our house and building. Doctor robot can help sick people and face robot. Can build space station on the moon and all that. Lên mát. Rồi, biết nhìn vào đoạn đấy là hạnh phúc rồi.
Ở đây chúng ta có thêm 3 loại robot khác, đó là Worker Robots, Doctor Robots và Space Robots, được chưa? Không làm gì được, có thể qua được đại tử tử. Thứ nhất, câu số 3 và câu số 1. Bao nhiêu lần nhỉ? 10 lần thôi. Đáng lẽ là câu số 4 là không tính đâu đấy nha, nhưng mà thôi, nhanh. Thầy không đùa được với đệ tử đâu. Nhanh. Thầy cho em đi xin miếng nước phải ạ? Ừ rồi. Để bù đắp cái Nhanh, không lý do này. Nhiều. Ôi giời, cốc đâu? Cái gì hả thầy? Cốc đâu? Đi lấy cốc không nhanh. Em không mang cốc ạ. Đi lấy cốc nhanh. Cốc mang sang bà kia mà rửa. Nó uống thùng, uống vại luôn. Lát thầy sẽ gửi video này cho mẹ. Chảy hết cả nước ra áo rồi. Lát nữa thầy sẽ gửi video này cho mẹ. Nó ăn thùng uống chậu luôn chị Thoa. Hát quá. Đã rồi. Wow. Cứ phụ đã ướt cả. Có việc thôi. Ở khác. Quickly. Một. Nhanh. Hai. À. Nóng còn tím rồi. Biết mây nào sẽ hội vàng. Nóng xin một người. Không thể hòa lại của cái đất này chết lắm. Xong chưa thầy? Thầy chưa đếm, cho con tự đếm. Thế là phải đếm lại à? Rồi, tạm tha. Ok, có từ mới nào không? Không ạ. Đây là dấu tích bị ong đốt của em. Đốt bị ong đốt em lấy ra. Lấy ra dán vào. Ôi. Now read the text again and fill the table below. Bây giờ nha, việc của con. Viết 4 cái loại robot này ra và ở bên này thì ghi xem là cái việc gì nó có thể làm được chưa? Hiểu chưa? Con robot thì nó có thể nấu ăn. Rồi, nó làm gì nữa được chưa? Đấy, 5 cái như này, lan chép thật nhanh 4 cái cột, à 5 cái cột này ra. Sau đó thầy mở lại đoạn. Đấy, cái cho xem để điền. Ok.
Nhanh nhanh nhanh. Một đường, hai đường, ba đường, bốn đường, năm đường, sáu đường. Rồi. Đang chưa? Em đang kể á. Cái bài dạy toán của em bây giờ áp tóc thế ơi. Tức lại bà dạy toán thế gọi thầy là ông à? Không, bà ấy nghỉ hưu rồi. Hôm qua em học, bà không đánh em, bà chửi. Sai mỗi một câu bà chửi như nhiều là con sư tử nó đuổi mồi ấy. Ừ. Mày mà gần thầy, thầy chửi đó không kém gì. Em mà không học thì em hơn bà đấy. Hả? Số phận của em là cái số phận bị ăn đánh rồi nên không thể nào. Đúng rồi, to rồi đánh cho gầy bớt đi. Thầy thì mẹ đánh bao giờ chưa? Chả bao giờ. Liều liều, liều liều. Xuống thôi. Thôi làm nhanh lên, ghi ra xong chưa? 4 cột, à 5 cột. Rồi, em đang viết câu tiếp trình robot rồi. Đây, bây giờ đọc cái đoạn này và xem nó có thể làm gì nhá. Ờ, chưa được. Em phải viết cái what you can do đó. Có cái gì khó đâu. Xong chưa? Chưa. Lộ mất rồi. Lộ mất rồi. Lộ nhanh quá. Xong chưa? Đọc làm nhanh nào. À thế thôi thầy. Thầy lật sang bên kia em có từ mới cần hỏi ạ. Đây đây, từ mới đây đây. Không. Cái con robot bên, cái con robot cuối cùng ấy. Robot là gì ạ? Robot là kiểu tàu vũ trụ ấy. Được chưa? Robot không gian ấy. Hiểu không? Có. Có hiểu không? Có. Ừ, giống như kiểu mấy con robot người ta hay cho nó lên mặt trăng rồi thì lên sao hỏa ấy. Hiểu chưa? Đấy người ta gọi là những con robot ở trên vũ trụ, robot không gian, được chưa? Hiểu chưa? Em hiểu rồi. Rồi, làm nhanh. Nhanh nhá. Đấy không chờ đâu đấy. Thầy không chờ đâu nhá, nhắc lại một lượt cuối cùng. Không biết rồi. Thằng hổ kia, chú mày có nhảy tiếng em đến không? Bỏ cú thỏ ra đây thầy nhờ. Bỏ cú thỏ ra đây, nhanh cho thầy nói chuyện nó một tí. Nhanh. Bỏ cú thỏ ra đây. Thở tốt. Thầy không quý đằng Hà đâu, thầy quý với cú thỏ thôi. Thầy quý mỗi cú thỏ thôi, cú thỏ là mình đáng yêu. Thì ra em mới hiểu cái bài này nó có ích rồi. Sao?
Em mới hiểu, em thì em đã hiểu cái bài này của cái số rồi. Phải không học cô Nam? Nhanh nha, thầy mệt lắm rồi đấy. Nè. Nay thầy còn dạy một bạn mới khai giảng nữa, mệt ơi là mệt. Bạn đến lớp mấy rồi hả? Nó có 1 tuổi. Tại mới khai giảng. Tức là bạn ấy mới bắt đầu học với thầy. Thế là còn trình độ còn non hơn em ý. Con mới chỉ học cơ bản, người ta học lên nâng cao rồi, người ta học, người ta thi chứng chỉ quốc tế rồi. Người ta hơn con 2 bậc rồi đó. Lê Việt Hoàng. Lại viết nhầm rằng nhưng mà chẳng sao em đã có thần tượng đi cùng với kiểu đẹp thông minh. Ai? Yêu Gurara Conan ám tử lừng danh này mình Thôi báo thôi, bớt ảo tưởng đi, nhanh nào. robot là gì ở đây Worker worker chị gọi gì? Ôi, worker. Hình như từ này có từ worker học từ mới rồi nhỉ? worker worker Worker. worker worker Worker. thầy không cần ở Việt đâu, em biết rồi, chỉ cần giả vờ ra là em có thể nhìn được, nhưng mà chẳng cần phải giả vờ, em sẽ làm một công nhân, gương mẫu cũng có thể làm được đấy. Quốc cờ là công nhân Nghĩ ra worker chưa? công nhân ạ. Công nhân, worker robot, tức là cái con robot mà nó làm các công việc liên quan đến xây dựng, nghĩ được chưa? Đừng có dịch nó là robot công nhân nhá. Đó là Một robot công ở ngoài nhân công gương trường mẫu, một công nhân gương mẫu như em có thể làm tất cả những gì đó. ấy. Bớt nói phét lại đi, thầy mệt lắm ý. Từ nãy giờ chém gió hơi nhiều. Nó chỉ căng căng tí. Em phải nói để cho nó. Rồi nhanh lên, còn 4 phút nữa hết giờ. Sáu Xong chưa? em chưa xong còn tí tí nữa rồi là được. Mấy tí nữa, thầy thấy nhiều tí lắm rồi. Em bây giờ mới doctor. Chết mất. Nó dễ như thế, nó bày ra trò như thế rồi. Nó bày sẵn luôn cho rồi ấy. Thế thì em mới viết viết đăng nhanh. Này chẳng cần nó bày em cũng làm được. Thật đi. Thầy chả tin. Xong chưa? Thở ngắn thở dài. No quá. Nó cũng kêu, đói nó cũng kêu. Mấy miếng thịt.
Cái con robot doctor. Thế là xích là điểm. Ốm. Sick. Nhớ hôm cuối nha. Từ cái ngày đầu tiên đi học, Vương dắt tay từ trường. À không, người dắt tay từ máy tính. Nhưng mà em đọc phát âm nó không hay. À không, không chuẩn bây giờ. Chuẩn rất là chuẩn. Ôi giời, chuẩn ơi là chuẩn, nhưng không bao giờ đọc âm cuối. Lúc nào cũng xích. Không, em vừa nói xích. Thế thì đọc hộ cho thầy từ này phát. Rồi, chuột đâu rồi? Đây. Đây rồi. Đọc hộ thầy từ này phát. Robot. Đọc lại, đọc lại. Robot. 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 Lily lâu lâu được giống thầy. Âm t và âm s nó ngay gần nhau, đọc là robot. 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 Đấy sai rồi mà, biết ngay mà. Thế từ này. Kind. Kind là sai. Kindness. 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 Đấy, cái nhờ. Kindness. Không phải kindness đâu. Kindness. 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 Rồi, xong chưa? Còn câu cuối này. Thì cái từ, cái đọc từ này đọc là gì? Dạ. Blend. Đọc lại, đọc lại. Blend. Blendness. Blendness. Ở đâu rồi? Đây, 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 đây. A station. Station. Đấy, ông cuối vứt đi ngay mà. Stations. 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 Âm sờ nặng nha. Nhanh nha, thầy mỏi hết cổ rồi. Thầy mỏi người lắm rồi. Không muốn nghỉ lắm rồi. Không muốn dậy nữa. Ờ thế thì nữa thầy dậy một anh nữa thế thì chịu được không? Còn anh nữa thì lại không giống thằng Hà. Biết đâu lại như vậy. Rồi nó tóm lại là hết giờ rồi. Now, home robots, what they can do? Can cook. Cook. Make tea. Coffee. Clean their house. And the house. They đọc là their. House. And do the laundry. Okay. Laundry. 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 Okay, home robots, they can cook, make tea or coffee, clean the house, and do the washing or do the laundry. Laundry, okay? Now, kitchen robots. But then learn. Kitchen robots. Robots can help the study. Kitchen robot can teach then English literature literature.
Math and other subject. Other. Ai biết số này? Okay, teaching robots have children study, teach them and have children improve their English pronunciation. Okay, now worker robots. Worker robots. Lại quên. Thầy ơi thầy. Sao? Worker robots. Mở lại hộ em cái. Em viết nhầm rồi. Nhanh nào. Worker robot can rule our house and building. Hả? Worker robot can rule our house and building. Okay. Build our houses and buildings. Buildings là gì nhỉ? Buildings. Tòa nhà. Rồi, tốt. Sẽ không có gì à? Okay, now Dr. Robots. Have sick people and sick robots can heal. Okay, have sick people. And space robots space robots nhanh hết giờ rồi. Space robots. Space robots là con robot không gian. Nó có thể làm gì? Build space station on the moon or other planets. Được chưa? Nó có thể xây dựng các cái trạm không gian, trạm vũ trụ ở trên mặt trăng hoặc là các hành tinh khác. Hiểu chưa? Rồi ạ. Ok, có câu hỏi gì không cho phần này? Hay từ mới? Có từ mới gì không? Có hay không? Có hay không? Để em suy nghĩ đó. Nhanh hết giờ rồi. Có không nhỉ? Có từ mới hay không? Em đang nhìn. Có hay không? Nhanh nào. Câu giờ. Có hay không? I do not cannot cannot. I do not cannot. Thế gì? I do not cannot. Sao? I do not cannot. Cannot thầy dạy đọc là cannot. Cannot. Thầy đọc cannot. I do not know. Từ đấy đọc mà canal đấm vào mặt cho đấy. No. Là tôi không biết. I don't know. I don't know. Okay, so any question sao for today? Any question for today? No. Okay, so goodbye. Nhưng mà thầy ơi, có một cái ạ. Là thế thứ sáu là học bù hay học gì ạ? Không học bù đó. Không học, đã dặn từ lúc gọi điện rồi. Không học á thầy? Vâng. Không học chính hay là không học bù rồi? Không học. Nghỉ, được chưa?
thứ hai sẽ học bù. Ủa? Đó chưa? Thấy nó học luôn còn hơn học bù đấy. Thầy có việc, được chưa? Vâng. Goodbye. Nhớ gửi bài tập trước 9 giờ sáng. See you again. See you later.